tiếp tục đi sẵn nha anh em. Nay mình đi với anh Tứng anh em ơi. Hôm nay hai anh em mình đi thử rồi coi có cái gì nha anh em. Bây giờ đang qua bên sông. Hôm nay mình đi cái mẫu tướng nhỏ nha anh em, chặt 7.6. Dây thì khẩu dây mình bắn hôm nay là 12 19 125 V7 nha anh em. Thì chúc mình với anh Tứng qua bển thì hai anh em mình chia ra ngừng hướng. Anh Tứng đi hướng trên, mình đi hướng dưới nha. Rồi giấc chiều có gì mấy anh em mình gặp mặt tại điểm hẹn. Rồi bây giờ để mình với anh Tứng cho phà, chờ phà chạy lên tới chỗ rồi hai anh em mình đi săn nha. Rồi để coi có cái gì không rồi mình quay tiếp cho anh em xem nha anh em. Rồi mà anh em theo dõi hành trình của mình với anh Tứng đi săn hôm nay coi có cái gì không nha anh em. Rồi anh em ơi. Cù cái luôn á anh Tứng. Đây túc cù dằn là bao phơi luôn á, nó kêu quá trời luôn. Yeah. Bắn ở đây trời thôi ta la. Rồi gói đi ra. Ta gặp có một con cái anh chạy vô. Rồi tiếp tục anh em ơi. Một con nha anh em. Xong rồi anh em ơi. Đâu rồi? Đây nè. Rồi. Cò đỏ khá là bự luôn anh em ơi. Chết mồ sao vô tại. Mình đi lại cái chỗ nãy mà mình bắn đó, mình vô nha. Trời ơi. Lọt hầm à. Thằng ở mình đang đi vô đâu nó nhảy ra anh em. Đâu rồi? Đâu thế rồi? Con cá trà táp luôn vậy. Đây nè. Cò đỏ khá là bự luôn anh em ơi. Kìa. Chạy. Chấp chạy. Trời ơi trời nó mạnh kìa anh em. Hai viên đó mà nó còn gì đó. Bảo sao mà bắn không em bị hoài. Trời ơi trời. Y gan con vạc luôn anh em ơi. Đi ra con vạc luôn. Ôi ơi hai viên mà bay cơi 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 cơi. Tiếp tục nha anh em. Cà này cò này là y gan con vạc luôn.
còn anh em. Ơi ơi, vậy mình còn bái kìa. Con này sống nổi anh em. Rồi té té. Kè 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 phơi à. Rồi. Anh đáp bạn ơi. Đáp bạn. Rồi ok ok. Rồi qua bển này nha anh em. Để mình nhớ điểm xíu anh em ạ. Rồi rồi ok, kìa có người bẹp nhảy lên dây điện nữa kìa anh em. Để mình chạy qua bển nha. Ây da. Chạy qua bển mình lụm nó rồi mình quay cho anh em xem tiếp nha. Kìa anh em. Trời ơi trời. Còn mạnh dữ vậy. Rồi ok, ok. Giờ mới lụm nữa kìa anh em. Kìa kìa bả hết nổi rồi, chạy ăn luôn anh em ơi. Ui da, không mang dép đâu vỏ á. Ây da. Để mình chạy lại. Trời ơi, đâu mà trong lùm đó nha. Nó núp bây giờ trong lùm á anh em. Nó gãy hết giò, nó còn giò. Còn bay được anh em ơi. Rồi đó. Cái anh em. Khá là trâu luôn. Cho viên nữa anh em ơi, chưa chết đâu. Rồi, ngay cái đầu. Mệt. Ủa, mình bắn vậy mà nó bay cờ cờ. Đeo gạo nữa. Hồi sáng đang chạy xe mình cũng không hiểu kiểu gì nữa nè. Con ong nó bay sao mà vô cái áo mình, lọt vô cái áo mình. Con ong gùi quánh cái nhảy dựng. Rồi ở dưới nó mệt nè. Cái viên đầu tiên là bắn ở dưới giò nè, chỗ vô cái bụng luôn nè. Nè bắn cái giò lên đây chỗ vô cái bụng luôn. Mà nó bay cời cời, bắn xuyên luôn anh em. À, bắn xuyên qua đây luôn, từ bên đây bắn xuyên qua bên đây luôn. Mà nó bay cời cời gì đó. Khá là mạnh luôn. Thôi, tiếp tục nghe anh em. Cò thứ hai anh em ơi. Anh Tuấn thì sớm giờ không biết đi bên kia làm sao à. Mình đi bên đây thì sớm giờ cũng cò cũng ít xịu qua anh em. Bên này nó muốn di cư hết cái gì. Đẹp nè em. Trời ơi trời, quá zombie trời. Bềm bẹp khá to luôn em ơi. Có một bềm bẹp bên cây dừa đó nè, khá xa luôn. Rồi, ngay đầu anh em ơi. Quá đẹp. Tầm xa quá đẹp anh em ơi. Để mình chạy bển nha, ngay cái giữa luôn anh em. Ngay đầu rồi, ngay đầu rồi. Quá phê luôn anh em ơi. Tầm khá là xa luôn anh em. Yeah. Bềm bẹp căm lè luôn anh em ơi. Đây là anh em. Quá đẹp anh em ơi, ngay đầu luôn. Kìa. Khá là bự luôn anh em ơi. Chà bá luôn. Tầm khá là xa luôn. Đứng ở bên cái nhà của anh á.
Rồi tiếp tục nghe anh em. Nhìn mịp khá là nặng, khá là bự luôn nè. Phê quá anh em ơi, hạ tầm sao quá phê à. Tiếp tục đi kiếm con khác nha anh em. Xiên lá dừa luôn anh em ơi, chứ giờ mà đi ra là không được. Lụm gãy cổ ngay nè. Ok, gãy cổ ok. Bắn xiên lá dừa luôn. Quá đẹp anh em ơi, cò cổ đỏ luôn. Bữa nay trúng ẩu cò cổ đỏ rồi luôn. Cái đó hàng gạo của người ta sao mình lụm được anh em, càng nó té kìa. Dưới cái gốc cây đó kìa. Để mình kiếm đường qua mình lụm nha. Thôi để mình qua tới bên quả rồi mình bật máy quay lên mình lụm cho anh em xem. Mình đi ngược lại đường đó. Đây anh em ơi, cò củ đỏ khá là bự luôn nè. Trời ơi, mấy con cò này là khỏi chơi luôn nha anh em. Bắn cây gãy cổ luôn. Đây anh em. Rồi mình đi ra nha. Trời ơi mấy con này nó bự ra con dạt kia đó anh em. Nãy được luôn nè. Tà bá luôn. Con lẩm được hả chú ơi. Ủa bắn ở xa quá dính nó vậy ra. Dạ. Không, cũng tầm hên xui thôi chú. Dạ, còn mấy con này bự lắm. Còn này nó gần cuối mùa để đằng di cư á. Để ngồi đây nhìn ra. Tiêu nữa anh em ơi. Ở bì à. Có bò đi. Cười vậy chứ nhìn nha. Nhìn 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 hả, tính chạy đua với tao hả, chạy đua là tao không con mà đi luôn ông nước không anh em ạ. Còn đứng em mày, đứng em à. Không ngàn. Không ngàn. Không ngàn. Không ngàn. Không ngàn. Đây anh em. Nhìn hả. Cò khá là mập luôn anh em ơi. Nè. Trời ơi nó nặng. Trời ơi cái ức nữa nè anh em. Thấy thèm luôn. Quá phê anh em ơi. Tiếp tục nha anh em. Để mình đi vòng vòng xíu nữa mình về luôn anh em ơi, giờ này cũng chiều à. Tôi hú rồi nè. Ủa
khó cái đầu anh em ơi, khá là phức, có vậy anh em thông cảm nha. Lắm trúng viên nha anh em, trúng viên rồi, trúng viên rồi, trúng viên rồi. Rồi mình xin chào tất cả anh em nha. Thì giờ mình trên đường đi về luôn anh em ơi, cũng khá là chiều rồi, cũng 5 giờ mấy rồi anh em. Bữa nay đi bắn giờ hay trễ anh em, tại khá là cay cú luôn, bắn toàn âm bi không. Thì thành quả của mình hôm nay được nhiêu đây nè anh em, đây nè, 4 cò với một bìm bẹp với một cua ngói nha anh em. Cái này cò củ đỏ không anh em ơi, củ cam cũng vậy nè, mập không, mập con nào nó mập thù lù với anh em, đi ra con dạt nhỏ hơn dạt chút xíu thôi. Hôm nay mình đi cái cây ná tướng nhỏ chặt 7.6 nha anh em. Khẩu dây là 12, 19, 125, bắn 17 anh em ơi. Thì ngày nay mình đi săn anh em, cũng ôm bi cũng vài con rồi anh em ơi. 3-4 con, 4-5 con vậy. Cò với bìm bẹp đồ. Thì mấy cái pha mà ôm bi đồ anh em, mình bắn cũng như nói chung là khá là phức. Mình không có nghe rõ cái tiếng nổ nó, chứ mình không có thấy được á, không thấy được con chim cò nữa nó đậu á, nên mấy cái pha đó mình không có để vô được anh em. Trừ khi mấy cái pha nào mà mình bắn ôm bi mấy con mà ở ngoài trống trống nữa thì mình để vô cho anh em xem, còn mấy pha đó để vô cũng như không rồi anh em ơi, xem chán thêm chứ không có gì hết trơn. Rồi anh em, bây giờ thì thành quả hôm nay của mình đi săn được nhiêu đó đó. Thì anh Tuấn ngày nay anh có công việc thì anh đi về trước mình nè anh em. Anh Tuấn đi về trước mình. Còn mình nó lại giờ mình chuẩn bị đi về luôn. Rồi giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn anh em ơi. Nếu anh em xem video thấy hay thì ủng hộ mình một like với một đăng ký kênh nha. Mình chân thành cảm ơn anh em nhiều. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em.